và An Thảo. Chào mừng quý vị đến với bản tin song ngữ Sun & Moon Live News, nơi cập nhật xu hướng giải trí hot nhất trong tuần, phần biên dịch với sự đồng hành của HP Junior dạy con song ngữ. Chương trình được phát trực tiếp vào 12 giờ trưa thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Sun & Moon Entertainment. An Thảo and Vi Ho welcome you to the bilingual Sun & Moon Live News. Here will be the place for updates on the hottest entertainment trends of the week. The translation is done in collaboration with HP Junior. The program is live weekly on Friday noon on our YouTube channel Sun & Moon Entertainment. Và đầu tiên sẽ là chuyên mục Giới trẻ nói gì? Hot keyword. Chị Thảo nè, dạo này showbiz Việt Nam mình có rất nhiều thông tin mới luôn. Đúng rồi. Chị có thể kể cho em nghe một thông tin nào được không? Dạo gần đây thì lúc mà chị đi xem phim rạp á, thì chị thấy một cái đoạn quảng cáo về teaser phim tài liệu của Mỹ Tâm. Nhưng mà thật ra thì chị cũng chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu nó lắm, không rõ là nó sẽ phát lúc nào hay là chủ đề như thế nào á. Và đó cũng là một cái thông tin mà em muốn bật mí, em muốn kể với chị và khán giả ngày hôm nay được biết. Đó là vào ngày 8 tháng 4 năm 2023, Mỹ Tâm sẽ đưa tất cả khán giả của mình cùng trở lại những cảm xúc đặc biệt nhất về hành trình thanh xuân qua bộ phim tài liệu đầu tiên của mình được mang tên Người giữ thời gian. Đây là một bộ phim được kể bằng những hình ảnh chân thực được quay lại trong suốt quá trình Mỹ Tâm thực hiện tri âm một live show cá nhân thành công nhất trong lịch sử. Những giọt nước mắt, những lần chấn thương thay sự lo lắng khi đứng trước quyết định phải hủy show trong đại dịch Covid, cùng với những thước phim đời thường, sống động, chưa từng được công bố, v.v. Tất cả sẽ được chính họa mi tóc nâu phát họa một cách chân thực nhất để trình chiếu đến khán giả. Bộ phim được đầu tư sản xuất chỉnh chu với chất lượng hình ảnh và âm thanh siêu chuẩn cao nhất, hứa hẹn mang lại những cảm xúc tuyệt vời dành cho khán giả, đặc biệt là fan của Mỹ Tâm nha. On April the 8th, 2023, Mỹ Tâm will bring all of her audience back to the most special emotions of their youth through her first documentary film called The Timekeeper. This film is told through authentic footage captured throughout Mỹ Tâm's journey in creating GM, her most successful personal concert in history. The tears, the injuries, the anxiety when facing the decision to cancel the show during the COVID pandemic, along with vivid everyday scenes that have never been released, all will be portrayed most truthfully by the brown-haired Nightingale herself to present to the audience. The film is meticulously produced with the highest standard of image and sound quality, promising to bring wonderful emotions to the audience, especially Mỹ Tâm's fans. Và một thông tin thứ hai nữa mà Vi muốn mang đến cho khán giả ngày hôm nay cũng như là bật mí với chị luôn, đó là vào tối ngày 30 tháng 3 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, lễ trao giải thưởng cống hiến năm 2023 đã chính thức được diễn ra với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Luôn được đánh giá cao ở mỗi sản phẩm âm nhạc, không quá khó hiểu khi Hoàng Thùy Linh chính thức trở thành nghệ sĩ đại thắng trong đêm trao giải với tổng cộng 3 lần lên sân khấu, MV của năm, album của năm và ca sĩ và nữ ca sĩ của năm. Những gương mặt góp phần làm nên thành công cho album Blink của Hoàng Thùy Linh cũng có cúp đem về với nhạc sĩ của năm cho Khắc Hưng và nhà sản xuất của năm cho D-Tap. Mỹ Tâm cùng Vlad Show tri âm chính là gương mặt mở hàng cho các hạng mục giải thưởng với chương trình của năm. Hai gương mặt, nam ca sĩ trẻ nổi bật trong năm qua cũng nhận được thành quả xứng đáng cho sự lao động miệt mài của mình. Đó chính là Mono với nghệ sĩ của năm và Tăng Duy Tân với bài hát của năm cho Bên Trên Tầng Lầu. Tùng Dương là người khép lại các hạng mục âm nhạc với giải nam ca sĩ của năm. On the evening of March the 30th, at the Ho Chi Minh City Theater, the 2023 Dedication Award Ceremony officially took place with the participation of many famous faces in the entertainment industry. Always highly regarded for every music product, it is not surprising that Hoàng Thùy Linh officially became the Artist of the Night with a total of 3 major awards, MV of the Year, Album of the Year, and Female Singer of the Year. The faces that contributed to the success of Hoàng Thùy Linh's Link album also received awards, Musician of the Year for Khắc Hưng and Producer of the Year for D-Tap. Mỹ Tâm, with her triumph concert, was the opening act for the award ceremony with the Program of the Year award. Two outstanding young male singers of the year of the past year also received well-deserved recognition for their hard work. Mono with New Artist of the Year and Tăng Duy Tân with Song of the Year for Bên Trên Tầng Lầu.
Finally, Tung Yung closed the music categories with the Male Singer of the Year Award. Và tiếp theo đây sẽ là chuyên mục Bật nhạc lên. Let's play a hit. Theo kết quả tuần mới nhất của Billboard Hot 100, ca khúc với chủ đề Jimin Like Crazy đã xuất sắc vượt qua siêu hit Flower Miley Cyrus để dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiếp bước BTS, Jimin và là idol K-pop thứ hai mang về vị trí đầu tiên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Like Crazy giúp Jimin trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử debut đứng đầu Billboard Hot 100, thiết lập nên kỷ lục khó vượt qua. Cùng với thứ hạng mới của Jimin, ARMY toàn cầu không giấu nổi sự hân hoan và sự tự hào dành cho thần tượng. Một lần nữa, tên tuổi của Jimin và BTS tại thị trường quốc tế được khẳng định một cách vững chắc. According to the latest weekly results of the Billboard Hot 100, Jimin's theme song Like Crazy has surpassed the super hit of Flowers by Miley Cyrus to top the chart. Following in BTS footsteps, Jimin is the second K-pop idol to bring the number one to the Billboard Hot 100. Like Crazy helped Jimin become the first Korean solo artist in history to debut at number one on the Billboard Hot 100, setting an unbeatable record. Along with Jimin's new ranking, the global ARMY could not contain their joy and pride for their idol. Once again, the names of Jimin and BTS in the international market have been solidly affirmed. Let's watch the Like Crazy MV together. Còn bây giờ, hãy cùng nhau xem MV nha. Còn bây giờ là chuyên mục Quái vật phòng vé. Cinema Monster. Chiến thắng của biệt đội rất ổn đã được dự đoán trước khi ra rạp vào đúng thời điểm không có tác phẩm cạnh tranh nào. Tuy nhiên, phim thu về một kết quả khá thấp, không tạo được cách biệt với vị trí số 2 đã công chiếu được 2 tuần. Dự kiến, khi Super Mario và Mary My Dead Party ra rạp, biệt đội bất ổn sẽ tụt hạng nhanh chóng. Tri Kỷ đã vươn lên cả về doanh thu và thứ tự trên bảng xếp hạng ở tuần thứ 2 khởi chiếu. Phim thu về hơn 4,3 tỷ tuần qua, tăng hơn 120% so với tuần trước. Hiện tại tổng doanh thu của phim đạt hơn 13 tỷ. Siêu lầy gặp siêu lừa dù đã giảm nhiệt nhưng vẫn gặt hái thêm 3,8 tỷ. The victory of The Very Good Squad was predicted beforehand as it was released at a time when there was no competing film. However, the movie had a relatively low result and did not create a significant difference with the second position, which had been showing for 2 weeks. It is expected that when Super Mario and Mary My Dead Body are released, Very Good Squad will quickly drop in ranking. Soulmate has risen in both revenue and position on the box office chart in its second week of release. The movie earned over $4.3 billion in the past week, an increase of over 120% compared to the previous week. Currently, the total revenue of the film has reached over $13 billion. Mr. Monkey has cooled down but still earned an additional of $3.8 billion. Và tiếp đến sẽ là chuyên mục gì đây? Đừng bỏ lỡ. Don't miss. Trước khi kết thúc chương trình, hãy cùng Sun and Moon điểm lại những sự kiện hot nhất sắp tới mà chúng ta không nên bỏ lỡ nha. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4 năm 2023, Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 với chủ đề Tâm điểm giao thoa, hành trình sống động do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra tại công viên 23 tháng 9, quận 1. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động cùng với nhiều ưu đãi lên đến 20 triệu đồng. Đối với những ai yêu thích Hàn Quốc,
có thể tham gia lễ hội Hàn Quốc sắp diễn ra tại Sài Gòn Seoul Marina Center trong 2 ngày, đó là ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2023. Đến với lễ hội, bạn sẽ được thưởng thức các chương trình biểu diễn, tham gia trò chơi truyền thống và mặc thử hanbok, v.v. Before the end of the program, let's review with Sun and Moon the hottest upcoming events that we should not miss. Starting from the 6th to the 9th of April 2023, the 19th Ho Chi Minh City Tourism Festival with the theme of Convergence Spotlight Vibrant Journey, organized by the Ho Chi Minh City Tourism Department in collaboration with the Tourism Association of Ho Chi Minh City, will take place at the 23rd of September Park in District 1. The program promises to bring many activities and many incentives up to 20 million Vietnamese dong. For those who love Korea, you can participate in the upcoming Korean Festival at Saigon South Marina Center on April the 7th to the 8th, 2023. At the festival, you can enjoy various performances, participate in traditional games, try on hanbok costumes, and more. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Sun and Moon hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ trưa thứ sáu hàng tuần. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Sun and Moon Entertainment cũng như follow trang Facebook Sun and Moon Academy để cập nhật những nội dung mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. It's the end of Sun and Moon News today. See you again next Friday at noon. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Sun and Moon Entertainment, and follow our Facebook page, Sun and Moon Academy, to get updates on newest content. Thank you for watching and goodbye for now. Sun and Moon Academy, speak to shine!